Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái cây già khoa hồng đỏ. Cây này là cây Acha. Acha thì nó là cái cây, nó cũng là một cây đen đi, gọi là cái cây già Pháp ấy. Nó cũng là một cái cây lai, cũng một cây lai Đài Loan nhân giống. Thì cây này thì nó cũng là một trong những cái cây mà nó cũng xem với cây già Pháp. Nhưng mà cái cây này thì em cảm nhận rằng cánh hoa nó tươi hơn. Cánh hoa nó tươi, bông hoa nó mở hơn, trông nhìn nó dễ nhìn và nhìn nó đẹp hơn là cái cây giả Pháp. Cây này với cây giả Pháp nó khá giống nhau, nhưng cây này thân lá của nó xanh sạch, còn cây giả Pháp thân lá của nó trầm tím. Chúng ta cũng đều có thể là nhìn nhận qua thân lá cũng có thể tương đối là biết được. Cây này thì với cây thiên cung nó cũng tương đối giống nhau về nói về thân, nhưng mà cây thiên cung thì nó có trầm tím. Đấy, nhưng mà thân lá cái này thì nó lại ngắn, còn cây giả Pháp thân nó dài hơn. Thì nói chung mỗi một cây thì nó có một cái đặc trưng và đặc điểm khác nhau. Thì em vẫn giới thiệu từng chi tiết đến mọi người để chúng ta có thể cùng xem và tham khảo các bác nhé. Thì các bác cứ xem và tham khảo cái cây giá hoa hồng đỏ này. Mọi người hay gọi là hoa hồng đỏ. Thực ra thì cây này nó cũng là một cái tím hồng rất là đẹp. Cây này nó giống như cây này thì nó được theo như tìm hiểu thì cây này được lai tạo giữa phi điệp và cái cây hạc vĩ. Đấy. Thì nó là một cái cây khá là đẹp và rất là xinh hoa. Dạng như cây giả Pháp cũng thế, nó là đại thảo lai phi điệp ạ. Thì nó cũng giống nhau. Hoa nó cũng rất là thơm và bông hoa tươi, màu sắc rất là bắt mắt các anh chị ạ. Thì hôm nay em giới thiệu một chút về cái thân lá của nó. Đây là một cái giò gỗ mà đã trồng vào đây khoảng 2 năm các anh chị nhé. 2 năm nhân ki trồng ki lên á. Ki năm 2, năm 3 rồi đấy. Đó là toàn ki bé dâm vào đây. Thì cây giả hoa hồng đỏ này thân lá của nó khá là xanh. Đấy, anh chị nhìn đây cũng thấy đúng không ạ? Thân lá thân rất là xanh, nó vẫn có khắc tím thôi, nhưng khắc tím nó rất là ít, nó chỉ có một chút tím này thôi. Đấy, mầm nó non mơn mởn như là cái cây hạc vĩ ạ. Đấy, lá răng lá nó cũng giống hạc vĩ, răng lá rất là nhọn, đuôi lá rất là nhọn và to ở trong này, đuôi lá nhọn chứ nó không vịt phình ở giữa. Đấy, lá rất là nhọn nhưng mà thân nó rất là xanh. Đấy, mặt lá xanh, thân xanh và nó có khắc nhưng rất là ít, có những thân là xanh sạch. Nhưng về cơ bản là nó cũng không quá quan trọng về cái đặc điểm thân lắm. Bởi vì nó đều là hoa màu tím hồng như nhau. Với những cái thân mà xanh sạch thì nó vẫn là hoa tím hồng. Và những thân có khắc tím thì nó cũng thế. Hoa nó cũng là tím hồng. Chứ nó không quá quan trọng là như thân nó tím đậm thì là hoa đậm đâu. Đấy, kể cả trên tất cả các dòng hoàng thảo, các anh chị có thể tham khảo về trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa của em cũng nói rất là rõ. Kể cả Philip tím cũng thế thôi. Những cái cây không hẳn cứ thân tím đậm thì là hoa tím đậm. Những cái cây thân xanh sạch vẫn có hoa tím đậm. Và những cái cây tím đậm thì vẫn có những cái cây hoa nhạt màu hồng hồng. Hồng hồng nói chung cơ bản nó là như vậy. Chứ nó không theo cái kiểu là thân tím là hoa tím đậm đâu. Đấy. Thế nên các anh chị lưu ý. Cái cây hoa hồng đỏ này thân lá nó y cây hạc vĩ anh chị nhá. Thân lá rất là nhỏ. Thân nó bé. Thân nó chỉ tầm 0,3 đến 0,5cm thôi. Bé lắm. Và nó dài khoảng từ như cái cây đây thì nó dài khoảng tầm độ 60 đến 80 cm. Đấy, như cái cây đây. Nó dài 60 đến 80 cm. Thì cái cây hoa hồng đỏ này thì nó cũng rất là siêu hoa, tỷ lệ hoa của nó là chiếm như cái thân dài đây này. Đấy, cái thân dài đây này. Em đang cầm ấy thì thân nó chiếm khoảng 70% là hoa. Còn 30% là phần gần gốc ấy, thì nó không hoa. Hoa của cái loại này thì nó cũng khá ít chứ nó không có nhiều. Như là cây giả Pháp, mỗi mắt hoa của nó chỉ ra từ 1 đến 2 bông là cùng thôi. Đấy. Nó có nghĩa là đa phần là một bông, chứ còn hai bông thì ít hơn. Đấy, ba bông thì trường hợp lại càng ít nữa. Nhưng giả Pháp thì cái cây này nó hoa nó siêu hoa hơn. Một mắt của nó thì có thể là ra tận 2 đến 3 bông là vẫn là bình thường. Thì cái cây hoa hồng đỏ này hoa nó ít hơn và thân nó ngắn hơn. Thân ngắn nhỏ. Cái này thì anh chị nhìn thì có thể là nó sẽ hơi giống cái cây thiên cung. Nhưng cây thiên cung thì thân lá nó tím hơn và hoa nó dạng khác cái này. Thì mai kia thì cái cây thiên cung em cũng sẽ giới thiệu đến các bác về cây thiên cung. Thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm về đa dạng các loại hoa lan. Cái cây hoa hồng đỏ này thì là cái cây này nó có khoảng tầm như theo những cái hiểu biết của em nó hiện nó về Việt Nam khoảng tầm 5 năm rồi. 5 năm và cái nhân giống của bây giờ cây này nó cũng rất là dày và hoa rất là đẹp. Các chị có thể sưu tầm thêm những cái cây này. Đấy, chúng ta chơi hoa thì chơi những cái cây này hoa nó rất là rực rỡ và được
rất là xinh bông. Một giò như này đây anh chị nhìn đấy, nó có khoảng hơn chục tay nhưng mà cái tỷ lệ bông của nó cũng rất là nhiều. Đây là khi nó chưa nở hết, còn mai kia nó nở hết thì nó sẽ rực rỡ hơn và đẹp hơn ấy. Nhưng mà anh chị nhìn thấy là cái tỷ lệ hoa của nó, đây anh chị nhìn cái lô nụ này đấy, gần như là một mắt nó chỉ ra có một bông, đúng không ạ? Đa phần là một mắt ra một bông đấy, nhìn chỗ nụ, nhưng mà nhìn chỗ hoa này cũng thế thôi đấy, một mắt của nó thường chỉ có một bông, không có nhiều, không nhiều hoa, cũng có mắt hai bông nhưng ít đấy. Thì chỗ này thì được đúng một mắt là hai bông thôi. Đấy, còn đâu thì nó cũng toàn là một bông cả, kể cả những thân bên này đấy, anh thấy nó chỉ có một bông thôi, một bông hoa. Chỗ trên này nó cũng chỉ có một bông, nhưng mà tất cả những cái bông hoa này thì anh chị lưu ý là nó sẽ chạy theo hướng ánh sáng nhé. Khi mà các anh chị treo ở ngoài vườn ấy thì nó sẽ thân lá nó sẽ chạy theo hướng ánh sáng. Những cây nào anh chị trồng một vế thì nó sẽ quay về một vế, còn những cây nào mà mình trồng về những cái ở giữa vườn ấy thì nó sẽ quay lung tung. Như hoa ở chỗ này, cái cây này là em treo giữa vườn nên hoa nó lung tung tung, có hướng có, hướng không có. Nhưng mà vì khi mà ghép là em ghép vào một vế nên là hoa nó không tập trung, thân lá thì tập trung bên thôi, nhưng mà hoa thì nó lại treo gió lan để treo giữa vườn nên hoa thì nó cũng có thể là quay về một hướng khác, hướng theo hướng ánh sáng của nó. Thì hướng ánh sáng thì anh chị nên treo vào cái hướng đó, chính là một là hướng đông, hai là hướng tây, thì cái việc phát triển hướng thân lá của nó và hoa thì nó sẽ không bị lộn xộn, nó không bị vặn vẹo. Khi mà anh chị treo hướng nam thì nó có thể là có một nửa để treo theo về hướng đông, một nửa theo hướng tây, bởi vì nó chạy theo hướng ánh sáng mà, đâu nhiều sáng hơn thì nó sẽ phát triển ra hướng ánh sáng. Còn cái dòng ghép với cái dòng hoa hồng đỏ này á, thì nó cũng như các dòng hoàng thảo khác, nó cũng là một cây ưa ẩm và ưa thoáng gió. Anh chị cứ treo ở cái khu vực nào mà nó nhiều ánh sáng, nhiều gió, và ghép vào những cái giá thể thì anh chị có thể lựa chọn giá thể là cục gỗ hay là chậu gỗ hay là một số những cái giá thể nào mà mình có, bởi vì cái này nó cũng không hẳn là khó trồng nên là giá thể nào cũng được, cục gỗ cũng được, dớn cũng được, hay là ở ngoài miệng chậu cũng được, cái chậu gốm ấy, hoặc cái chậu nhựa, anh chị ghép vào cái miệng ngoài cũng chả sao, cây nó vẫn phát triển được, nó chỉ cần cái giá thể bám thôi. Còn tưới nước thì anh chị lưu ý là cung cấp cho nó đủ độ ẩm, cứ một ngày tưới cho nó một hai lần để cho nó giữ độ ẩm giá thể nó. Và bón phân thì bón phân theo chu kỳ, thì cứ khi nào mà nó nảy mầm ra rễ, như hiện tại đây nó đã nảy mầm dài khoảng 10 đến 15 cm thì là nó cũng chuẩn bị ra rễ rồi. Khi nào nó ra rễ thì chúng ta sẽ bón phân tạt chậm lên trên những cái giá thể của nó và bón phân qua lá. Khi mà thời tiết mưa nhiều, những tháng mưa nhiều thì hạn chế bón phân qua lá, nên bón phân những cái phân hữu cơ và một số những cái loại thuốc phòng bệnh. Thời điểm bón phân thì nó chỉ có hai dịp, một dịp là mầm dài khoảng tầm 15 đến 20 khi bắt đầu ra rễ chúng ta bón, hai là cái tầm khoảng từ gần dịp cuối năm ấy, khoảng 6 tháng sau, bởi chu kỳ phân bón nó có loại 3 tháng, loại 6 tháng, nhưng thường 6 tháng sau chúng ta bón thêm một lần nữa. Đấy là với loại phân 6 tháng, còn loại phân 3 tháng thì các anh chị có thể bón thêm 1-2 lần. Thì đấy là tùy. Nhưng cái là bón những cái phân vào dịp gần cuối năm để cho nó phình to, thân nó cứng chắc và nó có thể ra hoa và năm tới nó được khỏe. Thì đấy là anh chị lưu ý về cái phần bón phân của cái dòng hoàng thảo này, nó cũng rất đơn giản thôi. Ngoài ra thì có gì thì các anh chị có thể liên hệ với bên tư vấn bên em, hoặc là xem thêm những cái video hoặc là những cái bài viết của em trên kênh Thiên Đàn Hoa, em cũng nói rất là rõ về những cái cây hoa cũng như là cái cách trồng, cách chăm của từng loại của mỗi cái cây khác nhau. Cảm ơn tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Có một lưu ý là cái cây này nó khá là giống với cái cây thiên cung hoặc giặc pháp nếu nhìn hoa, còn nếu như mà nhìn thân lá thì đương nhiên là nó sẽ khác nhau. Thì các bác lưu ý là xem kỹ về chi tiết của từng loại để có thể biết và tham khảo thêm. Cảm ơn tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Xin cảm ơn.